Song Ye-jin kỷ niệm 2 năm cưới. Diễn viên Song Ye-jin, vợ tài tử Hyun Bin, đăng ảnh nhân kỷ niệm 2 năm ngày họ về một nhà. Trên trang cá nhân hôm 31 tháng 3, Song Ye-jin đăng ảnh trong ngày cưới và chia sẻ dòng trạng thái năm thứ hai. Diễn viên đăng một tấm ảnh cưới với Hyun Bin, một tấm ảnh chụp một mình trong trang phục áo cưới. Đây là những tấm hình lần đầu ngôi sao Hàn tiết lộ. Loạt ảnh được hơn 1 triệu lượt yêu thích kèm nhiều bình luận của khán giả chúc hai ngôi sao hạnh phúc viên mãn trọn đời. Hyun Bin và Song Ye-jin tổ chức hôn lễ riêng tư ngày 31 tháng 3 năm 2022 tại Seoul. Gia đình, họ hàng, người quen và các ngôi sao hàng đầu như Jang Jong-gun, Go So-jang, Ung Ji-eun, Lee Min-jung tham dự. Sau đám cưới vài tháng, Song Ye-jin tiết lộ mang thai con đầu lòng. Cô sinh bé trai vào tháng 11 năm ngoái, hiện chưa tái xuất màn ảnh. Trong khi đó, Hyun Bin bận rộn với công việc đóng phim, chụp hình tạp chí, dự sự kiện. Hai người vẫn luôn đồng hành trong các hoạt động từ thiện, thi thoảng, trốn con, hẹn hò lãng mạn. Song Ye-jin sinh năm 1982 tại Hàn Quốc. Năm 18 tuổi, cô theo học khoa điện ảnh thuộc Đại học Nghệ thuật Seoul. Thời sinh viên, Ye-jin tích cực đóng vai quần chúng, rồi tìm kiếm vai phụ và lên vai chính, trở thành ngọc nữ nổi tiếng của màn ảnh Hàn. Cô đóng nhiều phim như cổ điển Hương Mùa Hè, The Last Princess, Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi, Hạ Cánh Nơi Anh. Song Ye-jin và Hyun Bin đón con trai đầu lòng tháng 11 năm 2022. Cặp nghệ sĩ dính tin đồn ly hôn cách đây vài tháng nhưng phủ nhận. Từ sau khi kết hôn, sinh con, Song Ye-jin dành nhiều thời gian làm vợ, làm mẹ, thi thoảng góp mặt trong sự kiện quảng cáo. Cô chưa có kế hoạch đóng phim trở lại. Diễn viên hiện là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu quốc tế tại Hàn Quốc. Trên trang cá nhân, Song Ye-jin thường đăng tải hình ảnh đời thường ngộ nghĩnh, đáng yêu của bé hay cúng cưng, khiến khán giả thích thú. Hyun Bin tên thật là Kim Tae-pyeong. Đóng loạt tác phẩm tên tuổi, Tên Tôi Là Kim Sam-sung, Hạ Cánh Nơi Anh, Khu Vườn Bí Mật, Cộng Sự Bất Đắc Dĩ. Nam diễn viên hiện là một trong những ngôi sao có uy tín và giá trị thương hiệu cao trong showbiz Hàn. Trước khi yêu Song Ye-jin, anh trải qua nhiều mối tình với các đồng nghiệp nữ xinh đẹp, Hwang Ji-hyun, Song Hye-kyo, 3 năm, Kang So-ra, 1 năm. Hyun Bin mới ra mắt loạt tác phẩm là The One Man, Confidentita Asingen 2, Habin. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.